Hi everyone. Cho những ai chưa biết thì mình xin giới thiệu là mình là Steven Nam Giang, ok? Thì hôm nay lại như bình thường, mình tập hợp cho các bạn một đôi. Mình thấy ít anh em YouTuber tập hợp nên là thôi, mình hiện nay có đôi này trên tay thì mình cho các bạn xem. Đố các bạn biết đoán đây con gì? Đây là một con nâu đầu tiên xuất hiện trên video của mình luôn. iPhone 1, Travis Scott. Như những con khác thì con này có cái tờ giấy gói giống mấy con hai luôn. Thì chi tiết của nó như đây. Đây, chờ một xíu. Con này là con Diu mình mua được lại của một bạn khách thôi. Thì đây có cái đầu tiên là cái đầu tiên là cái build cốt này của một bạn cái trận đôi này bên Nhật. Đây cái build đã được cắt đi để cái thông tin nhiều mà con này ra mắt đã khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình cũng có cơ hội cầm lên tay nên là tôi làm clip cho anh em xem. Thì cái giấy gói mình đây một cái tag Nhật, một cái tag Nhật. Thì cho những bạn nào chưa biết thì cái tag này thì về độ logic thì mình thấy cũng khá là ok. Còn một số con nó cũng có tag Nhật này nhưng mà check vẫn đi, thế là thôi kệ đi. Ai chưa biết cái tác dụng của cái tag Nhật này, tag đen Nhật này thì có thể qua video của một số anh em coi, chứ mình cũng không rảnh lắm. Thì về tổng quan con này thì có những cái đấy dây gói dày như bao con khác bình thường. Thì đây nó con này thì được 3 cộng dây, con này được 3 cộng dây hồng, cộng đỏ với lại một cộng dây đen đây, dây đen nữa. Thì con này như ba con kia thì nó cũng kiểu nâu nâu, mình thấy trông khá dị, với lại một cái tranh cãi nữa. Anh em thấy mình thấy con này đề tài tranh cãi của mọi người good, nó ngược so với những con khác, chính là cái thiết kế mấy con Travis 2, mấy con nâu của Travis Scott năm nay đằng sau khác với những con Jordan khác. Thì bên phải thì nó là cái Air Jordan đây, các bạn xem kỹ. Bên trái thì là cái mặt của Travis Scott, cái biểu tượng của anh ta ấy mà, mặt Travis. Nhưng mà có một điều nữa là cái mặt của con nâu này thì là nó thêu đấy, còn trên con hai kia thì là nó dập hay sao, với lại nhiều con cũng không 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 có giống nhau nên cho anh em phân biệt chất detail các thứ, nên mình cũng không nhìn. Cái này thì yêu nên là cái răng men nên nó có hơi mất một tí đây, các bạn xem nhé. Và về cái phần màu của con này thì mình đánh giá là cái màu này thì nó khá là chất, với lại cái đế, mình thấy cái đế của con Jill này thì con nào cũng thế, để một thời gian nó tự ố nhưng mà nhìn rất là đẹp, rất là hay nhá. Về cái detail thì nói chung là về cái phần toe box đây, toe box hai con thì nó cũng đây. Thì phần con tem của con này cũng như mấy con bình thường, nó không có gì hết. Phần lây đây, mình thấy phần lây đây thì nó được cho tận 3 cộng lây này, đôi hồng, đôi màu đỏ, đôi màu đen đó. Còn bên đây thì mình thấy lần đầu tiên luôn cái nốt của con này, anh em thấy không, nốt của bên này có chữ Travis, ok Travis. Còn bên đây thì là Cutty Jack là tên của Travis, cái biểu tượng của anh ta, với lại cái răng men do để thế thôi. Còn con này Jill thấy chủ trước đi khá là dữ nên là không, gần như là có thể gần như là con này chắc có tầm con 9.5 đó, tầm đó. Bên trong cái mặt bên trong thì
chữ kiểu từ Z đôi này cũng thế thôi. Thì còn đôi còn lại thì cái hai cái phần mông này trong trong các bạn thấy rõ khác biệt hoàn toàn luôn đó. Có một cái nữa là cái phần mà lưỡi gà con này thấy in ở phần con trang vít này khá là khác, rõ đấy đó cho anh em coi. Thì mình thấy để một số bạn nào không biết thì mình thấy chương trình đặc biệt thì có anh Bích đã đi mang đôi này với lại cái quần áo trông khá là chất. Con này ít người mang hơn là con hai bởi vì con này một số anh em thích, có thể một số không có được con này, không có được ưa chuộng lắm giống con hai bởi vì cái giá hiện tại của nó cũng khá cao quá, tầm 20 triệu cho cái con diều giống như này với lại tầm 25 triệu 23-24 triệu tùy size tùy deal cho seller anh em bán cho anh em nữa nên là mình cũng không biết. Vậy thôi, cái phần cái hộp của con này thì hộp các thứ chỉ có thế thôi. Nay quay cho anh em xem như vậy thôi, mình cũng không biết nhiều về con chó vít này nên là review có như là mình nói như thế cho anh em xem đam mê như thế thôi. Hãy cho anh em see you.